lại nữa thiện hiện như có người đói được thức ăn trăm vị mà bỏ đi để cầu ăn cơm của lúa hai tháng theo ý ông thì sao người ấy có trí chăng thiện hiện đáp người ấy vô trí phật dạy này thiện hiện ở đời tương lai có các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa mà bỏ kinh điển đại bát nhã ba la mật đa sâu xa cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa đối với kinh điển ấy muốn cầu trí nhất thiết trí cũng giống như vậy theo ý ông thì sao thiện nam tử thiện nữ nhân ấy có trí tuệ chăng? Thiện hiện đáp đó là hạng ngu si. Phật dạy này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện như có người nghèo, được của báu vô giá mà bỏ đi để cầu thứ ngọc xấu. Theo ý ông thì sao, người ấy có trí chăng? Thiện hiện đáp người ấy vô trí. Phật dạy này thiện hiện, vào đời tương lai, có các thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trụ Bồ Tát thừa bỏ kinh điển Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, lại cầu học kinh điển Tương ưng Nhị thứ đối với kinh điển này muốn cầu trí nhất thiết trí cũng giống như vậy theo ý ông thì sao thiện nam tử thiện nữ nhân ấy có trí tuệ chăng thiện hiện đáp đó là hạng ngu si phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa khi sao chép kinh đại bát nhã ba la mật đa sâu xa các biện tài tranh nhau phát khởi ưa nói các thứ pháp môn sai khác khiến việc sao chép bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng được hoàn tất thì nên biết đó là ma sự của bồ tát đó là ưa nói bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ưa nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ưa nói thọ trì, đọc tụng, tuyên thuyết, ưa nói việc khán bệnh, tu các phước nghiệp khác, ưa nói sắc, ưa nói thọ tưởng hành thức, ưa nói nhãn xứ, ưa nói nhĩ tĩ thể thân ý xứ, ưa nói sắc xứ, ưa nói thanh hương vị xúc pháp xứ, Ưa nói nhãn giới, Ưa nói sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ cho nhãn xúc làm duyên sanh ra. Ưa nói nhĩ giới, Ưa nói thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ cho nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Ưa nói tĩ giới, Ưa nói hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ cho tĩ xúc làm duyên sanh ra. Ưa nói thiệt giới, Ưa nói vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ cho thiệt xúc làm duyên sanh ra. Ưa nói thân giới, ưa nói xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, ưa nói ý giới, ưa nói pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra.